Thông tin trên VOA tiếng Việt, ngày 1 tháng 5 năm 2024, Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ USCIRF đã công bố cái gọi là Báo cáo Tự do Tôn giáo 2024. Tiếp tục kêu gọi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chỉ định Việt Nam là quốc gia cần quan tâm đặc biệt, vì rằng chính quyền nước này đàn áp tôn giáo một cách nghiêm trọng, tự do tôn giáo ở Việt Nam năm 2023 không có gì thay đổi so với năm 2022. Đã nhận được sự chia sẻ rộng rãi và biến tướng nhiều chiều trên các phương tiện thông tin truyền thông, nhất là các trang mạng xã hội, các blogger trong nước cũng như ngoài nước. Đáng chú ý, USCIRF còn cho rằng nhà chức trách tiếp tục bách hại những cộng đồng tôn giáo độc lập không tuân thủ sự kiểm soát của nhà nước. Các nhóm tôn giáo sắc tộc như người Thượng và người Hơ Mông theo đạo Tin Lành, các Phật tử Khmer Cờ Rôm và những người Hơ Mông theo đạo Dương Văn Minh. Chính quyền Việt Nam tiếp tục gây áp lực lên các tín đồ Cao Đài Độc Lập, các thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất và các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo quyết giữ đạo gốc, buộc họ phải tham gia vào những tổ chức do nhà nước kiểm soát. Bên cạnh đó, nhà nước ngăn cản họ trong việc thực thi niềm tin tôn giáo một cách độc lập. Giới chức chính quyền hạn chế các hoạt động tự do tôn giáo của người Thượng theo đạo Tin Lành, bắt họ phải từ bỏ đạo, bắt giam và kết án họ với cáo buộc phá hoại đoàn kết dân tộc và lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Trước tiên, phải thấy rằng việc USCIRF tiếp tục kêu gọi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chỉ định Việt Nam là quốc gia cần quan tâm đặc biệt cũng như các cáo buộc của Bộ Ngoại giao Mỹ với những nhận định sai lệch, thiếu khách quan về tình hình tôn giáo ở Việt Nam, cáo buộc Việt Nam vi phạm tự do tôn giáo là hoàn toàn không có cơ sở, là một chiêu bài nằm trong sách lược chính trị của Mỹ. Phải khẳng định rằng Việt Nam là quốc gia đa tín ngưỡng, đa tôn giáo. Theo ước tính, hiện nay ở Việt Nam có khoảng hơn 80% dân số có đời sống tín ngưỡng, tôn giáo. Tính đến năm 2021, nhà nước ta đã công nhận và cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho 43 tổ chức thuộc 16 tôn giáo với hơn 27 triệu tín đồ, chiếm khoảng 28% dân số cả nước, trên 55.000 chức sắc, gần 150.000 chức việc, gần 30.000 cơ sở thờ tự, trong đó có nhiều cơ sở được xây dựng mới và xây dựng lại khang trang, đẹp đẽ. Hàng năm, ở Việt Nam có khoảng 8.500 lễ hội tôn giáo hoặc tín ngưỡng từ cấp quốc gia đến địa phương được diễn ra. Mặc dù chưa thể đáp ứng hết các nhu cầu về tôn giáo, nhất là trong bối cảnh mới, song những con số nêu trên là minh chứng rất rõ cho chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta thể hiện tinh thần cởi mở, tôn trọng dân chủ, thừa nhận tự do tín ngưỡng. Tôn giáo là nhu cầu chính đáng của một bộ phận quần chúng nhân dân, nhà nước luôn quan tâm, sẵn sàng tạo điều kiện hoạt động của những tôn giáo đã được công nhận. Những nội dung USCIRF đưa ra về vấn đề tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam là hoàn toàn vu cáo, bịa đặt, không có cơ sở. Đây cũng là những minh chứng hùng hồn, phản bác mạnh mẽ giọng lưỡi vu cáo, xuyên tạc của USCIRF, VOA tiếng Việt, cũng như các trang mạng xã hội đã từng gieo rắc.